Tiếp nối thành công của năm 2016 tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Đông Hiệp đã giới thiệu chương trình Vùng đất tò mò dành cho các em thiếu nhi với nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Những trò chơi từ hoạt động thể lực không chỉ dành cho các em nhỏ mà cho cả các bậc phụ huynh cùng tham gia, nhằm tạo ra sân chơi bổ ích lý thú cho các gia đình, tạo sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp để tất cả mọi người thấy rằng sự tưởng tượng, sức sáng tạo của con người là không có giới hạn. Sáng tạo là sức mạnh dẫn dắt con người đến thành công. Theo dự kiến, chương trình sẽ được diễn ra vào ngày 28 tháng 5 tại công viên Mùa Xuân Eco Park, Hà Nội.